Kính thưa quý vị, trong hai ngày 1 và ngày 2 tháng 4 vừa qua, đoàn công tác thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang do Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết tặng quà cho lực lượng vũ trang hai tỉnh Kanda và Takeo, Vương quốc Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chờ Nam Thả Mây. Tại buổi thăm chúc Tết, thay mặt lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đại tá Trần Quốc Khánh gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Ti Công an, Tiểu khu Quân sự, Cảnh sát Quản lý Bảo vệ Biên giới, Trung đoàn Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Kanda và Takeo, cùng gia đình đón năm mới an khang, hạnh phúc, thịnh vượng. Chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc và lực lượng vũ trang hai nước ngày càng thắt chặt bền vững. Trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, Đại tá Trần Quốc Khánh mong rằng trong thời gian tới, lực lượng vũ trang ba tỉnh An Giang và Kanda, Takeo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển các chất ma túy, mua bán người và các loại tội phạm khác. Thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau, tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng nhau giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tôn trọng, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cùng nhau, không để xảy ra các điểm nóng trên biên giới. Thay mặt các lực lượng vũ trang hai tỉnh Kanda và Takeo, Đại tướng Dien Sarun, Phó Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia, chân thành cảm ơn đoàn công tác Bộ đội Biên phòng An Giang đã sang thăm, chúc Tết, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới của dân tộc Campuchia đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang và gia đình sức khỏe hạnh phúc. Đồng thời cũng cảm ơn trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng An Giang luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng vũ trang hai tỉnh cả về vật chất và tinh thần để phòng chống dịch Covid-19, góp phần động viên, tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng vũ trang hai tỉnh vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.